Tâm con người sân si, bực bội, sần sộ, khó chịu, giận hờn để trong tâm, nó cũng ảnh hưởng cái quả địa cầu này, ảnh hưởng qua địa cầu lớn. Nên như Đức nói rằng là cái người mà khi mình ăn chay trường, nó cũng hạ quả cái tâm xúc. Ăn chay hay lắm, tại vì mình thấy rằng như bản thân như Đức vô nhà bếp nấu ăn. Ngày xưa nhà Đức nấu ăn trong bếp, mà cái thời nấu đồ ăn mặn ở ngoài đời nóng tính vậy lắm, thịt đồ trứng gà đùi gà rồi mình làm á, mình sân si, giống như là mỗi ngày mà máu thịt chúng sanh sân si. Nhưng mà khi nấu đồ ăn chay cái gì lạ là nó rất là dịu tâm. Và khi mà nấu đồ ăn chay, mình có nhiều góc độ mình nhìn, mình nói con người ta đa phần cái tình chấp về ăn uống đó là sự hưởng thụ. Nhưng mà cái người mình ăn chay rồi, nó sẽ giảm tối đa lòng tham. Tại dù cho mình có tiền bạc nhiều cỡ nào đi chăng, nhưng mà xin thưa quý vị là cái sự ăn uống của mình ăn chay thì nó chỉ có nhiêu à, nó không có cái gì mà thêm nữa đâu. Nó chỉ có mãi mãi ăn chay, nó chỉ là gọn gọn, giỏi lắm thì nấu được được một chút thôi, chứ không có phong phú như đồ mặn. Nghe không? Phong phú đồ mặn. Nên cái người mà ăn chay trường của mình, nó giảm lòng tham, và nó đỡ tối đa về tâm sân si sằng sọt. Nó nhớ cái thời tiết lúc này mà nó nóng gì mà tâm nóng nữa thì quý vị sống nổi đâu. Nó sẽ làm cho gia đình rối ren lên, luôn nhiều chuyện. Nên cái gia đình mà ăn chay niệm Phật, cái gia đình mà biết tu, đỡ dữ lắm. Tại vì mình hiểu nhân quả. Mình hiểu nhân quả thì tự nhiên cái gia đình mình sống với nhau, giữa con người với con người với nhau, hay lắm. Mỗi một con người mà ai cũng hiểu nhân quả một chút đi, sống với nhau đặc biệt lắm. Còn toàn là không hiểu nhân quả gì hết, mình sống với nhau là mình giống như sát phạt thẳng tay. Còn thí dụ như một người hiểu nhân quả, người không hiểu nhân quả mà sống với nhau, thì bản thân của mình cũng biết tránh né, nó đỡ tối đa. Còn gặp như mà toàn là không biết tu không mà sống với nhau là ghê gớm lắm, nó thẳng tay sát phạt nhau. Nên hôm nay chúng ta có bài học tập, đó là phương pháp sống thọ sống vui. Hay gì đâu rồi. Cũng như bà cụ Hứa Chiết, người ta hỏi về cách dưỡng sinh mà như thế nào để tuổi thọ được kéo dài. Bà nói là không có đem những việc rắc rối để vào tâm. Bà nói rằng là tất cả việc rắc rối giống như đứng ngoài đường mà nhìn xe chạy. Xe chạy rất là nhiều nhưng không có nhớ chiếc xe nào. Nên tất cả những việc rắc rối trong cuộc đời thì bà ví dụ rằng là giống hệt như là đứng ngoài đường mà nhìn xe chạy, đứng ngay chợ mà nhìn người ta đi. Ví dụ như mình đi ra chợ, mình đứng ở đó, bao nhiêu con người đi nhưng mà mình đâu có để ý làm chi. Mặc ai kệ người ta chứ. Nói hay. Ý nói là giống như trong cuộc đời này, nếu mà không có rắc rối gì thì nó không bao giờ có đâu. Nó có rắc rối, nhưng mà chúng ta giả lạ với nó giống như kẻ xa người lạ vậy. Nó không có đặt vấn đề nặng nề. Vì để ý nghe, tất cả cái phiền não chúng ta là do người thân, người quen. Người thân, người quen chúng ta mới khổ thôi. Chứ người xa lạ chúng ta không khổ bao nhiêu. Thấy không? Xa lạ chúng ta không khổ. Nên ví dụ như cái cô này, cô dặn một cái người này xa lạ, chồng hỏi: ủa em mấy nay bực bội ai? Nói, em đang ghét con nhỏ xa lạ. Nói, mày khùng ý, gì tự nhiên xa lạ mày ghét nó làm gì? Tự nhiên xa lạ mà ghét làm chi? Nó thấy không? Nói, thì mà cụ Hứa Chiết với ví dụ hay, cũng như đứng ngoài đường mà nhìn xe chạy, đứng ngay chợ mà nhìn người ta đi, toàn là xa lạ không, nên ai đi đông đi nhiều hay là đi ít gì mặc kệ người ta, không có quan tâm, không có nặng nề, không có để vào tâm. Thì đối với cái chuyện mà buồn giận nó y gan vậy, thì tức khắc cái tâm mình nó nhẹ. Mà cái cách dưỡng sinh mà không buồn giận hẳn ai để trong tâm, không ác ý với ai, không muốn hại ai, đây là cái cách sống mà tuổi thọ mà sống vui. Thọ đó là tâm mát mẻ,
Giống như một cái cây mà được tưới nước nhiều, chăm sóc tốt thì cây nó sống thọ. Vì con người mình vậy đó, mình mà mỗi ngày mà mình sống vui á, là nó tuổi thọ, nó không hận thù ai thì thọ. Chứ nó sân si sần sộ thì nó bệnh đau. Con người bệnh đau là đa phần mình sân si. Mọi vị biết rằng đa phần con người mình nó làm nhiều việc, việc này việc kia nó bận tâm là nó dễ bực bội lắm. Giống như cái sự bực bội nó nằm ở trong tâm mình, nó trực chờ sẵn. Chỉ cần ai hỏi đến mình là mình nó có trả lời, không có vừa bụng, không vừa lòng, không vừa ý. Đây là 100% luôn. Hồi đó mà những đức mà quản chúng ở trên chùa trên kia 5 năm, những đức một ngày sân si nó tính ra chắc giá chót gì cũng khoảng 60 lần. Liên luôn, là bất cứ một chuyện gì cũng sân si hết. Hỏi tiền những đức cũng sân si, những đức đụng cái gì cũng sân si, những đức gặp cái len cái xuống cũng sân si, những đức gặp cái thứ gì cũng sân si. Vô nhà xin tắm mà những đức cũng sân si. Vì con nó kinh khủng như vậy đó. Mà bưng chén cơm lên ăn cũng sân si. Tại vì sao? Vì nó bực bội một cái gì á. Có nghĩa là nó nạp cho mình những cái công việc mà bản thân mình gánh vác, rồi bản thân mình lại không có thể nào mà giải tỏa được, nó không có tiêu hóa được quý vị. Nên ai đến hỏi mình vui cười hay là người ta mặt nào mình thấy cũng ghét, mình cũng chịu 100% luôn. Đây là những đứa đã trải qua hết thời gian đó luôn. Từ hồi xưa những đứa nấu ăn trong nhà bếp mà đồ mặn là những đứa sân si cỡ nào, những đứa đi vô chùa quảng chúng ngày xưa sân si cỡ nào, rồi đi xuống đây từng công đoạn giảm sao sao, rồi tới bây giờ sao sao, những đứa trải qua thời gian hết. Chứ không phải là những đứa đi tu mà nó yên rồi lúc nào nó cũng an lạc đâu. Thì những đức mới cảm nhận với những cái lúc mà mình sân si khó chịu. Những đức nói với vị nghe, khi vị sân si khó chịu nghe là nó nằm ở trong tâm quý vị sẵn. Có nghĩa là quý vị nhìn cái gì quý vị cũng sẽ thấy bực bội, thấy bực bội, bực tức cứng cực kỳ luôn. Có nghĩa là quý vị khó chịu sao đâu á, nó hiện lên gương mặt quý vị là lúc nào quý vị cũng cái từ trường quý vị ghê lắm. Người ta thấy quý vị là người ta tránh à. Nên cái người mà đoạn duyên đoạn phước là nhờ cái sát khí của mình. Sát khí mình nó quá nặng, nên cái từ trường của mình ai gặp mình ta cũng trách. Giết rồi mình tu, giết rồi duyên phước mình mất hết. Mà nhất là cái việc mà nặng gánh lo âu, cái nặng gánh lo âu mà không tiêu hóa được là chết. Là kể như là cuộc đời quý vị tu hành, dù quý vị có làm được những chuyện thế gian, nhưng cái chuyện giải thoát thì khó có lắm. Tại vì sao? Hiện đời quý vị đã không có giải thoát thì đừng có mong quý vị được giải thoát, chỉ mất công. Không có giải thoát đâu. Cái giáo pháp của Phật đó là nó rõ ra là hiện đời tu, hiện đời giải thoát. Hiện đời tu, hiện đời giải thoát. Chứ cái giáo pháp của Phật nó không có cao xa cái chuyện là chờ mình chết rồi giải thoát đâu. Nếu như chờ mình chết giải thoát là muộn màng quá. Tại vì sao? Cái nhân và cái quả nó không tương đồng. Những đức nói quý vị nghe, bây giờ mỗi ngày vì sân si sằng sộ, quý vị nói là cuối đời Phật rước. Tại vì cái nhân địa quý vị đã gầy dựng cái tâm sân si nó quá nặng rồi. Thì bây giờ cuối đời quý vị là cái hạt giống nặng mạnh này nó phát triển trước. Mà cái hạt giống sân si nó nặng quá thì nó phát triển trước, mà nó đã phát triển trước. Thì những đức hỏi quý vị, làm sao quý vị niệm của Phật hiệu mà giáng sanh? Niệm Phật, Phật mới rước. Còn bây giờ vì sân si thì ma rước, Yêm Dương rước quý vị. Chứ bây giờ mà Phật đâu có rước quý vị, tại vì bị sân si mà. Đó, nên cái việc tu hành nó đều có thời gian. Nó có thời gian từ từ cho mình nhìn nhận. Đó. Nên quý vị biết rằng có một số người ta gặp những đức, người ta cũng ý kiến cũng đúng. Người ta nói thầy giảng, thầy nhắc những Phật tử họ đừng có cầm mấy cái tấm bản hình của thầy, họ quơ nhiều vậy quá, nhiều người người ta ghét dữ lắm, có những người người ta không thích, rồi người ta hại. Giờ mình nói trong bụng thì thật sự quý vị, trong cái cuộc đời này không làm được gì thì cũng không ai biết đến làm gì. Quý vị có làm gì đâu người ta biết. Mỗi vị làm được việc thì sẽ có người tranh cạnh. Bây giờ có nhiều người quý vị nói rằng là nếu thầy làm đúng, làm hoàn toàn cái gì cũng đúng hết trơn,
làm đàng hoàng thì ai mà nói thầy được cái gì. Chứ giờ mình làm gì nữa giờ? Thì nuôi người già, phía người niệm Phật, rồi giảng pháp thì mình giảng vui, rồi Phật tử thì ta về chùa ta cũng vui. Nói nãy giờ như Đức nói chuyện nhỏ nhẹ 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 thôi, nhìn thấy có mấy bà mới làm nè, quạp quạp rồi đó, nó thấy chưa? Đó là rõ ràng rồi đó quý vị, thấy không? Nên đó, trong cái cuộc đời này quý vị biết rằng, quý vị coi câu chuyện của Đức Phật, Đức Phật mà họ còn phải moi móc họ tìm chuyện ra mà. Cả Đức Phật mà họ cũng moi móc họ tìm chuyện ra. Thí dụ như tâm giác ngộ là Phật, đã là giác ngộ thì cái gì nó cũng giác ngộ. Còn tâm không giác ngộ là phàm phu, mà đã là phàm phu thì họ đâu có nói cái chuyện đúng sai gì trong đấy. Thấy ra chưa? Mình á, nếu mình hiểu thì bây giờ mình thấy người ta cười mình cũng mừng giùm cho người ta, là người ta có nụ cười. Còn bây giờ mà mình mà không ưa rồi thì dù người ta cười mình cũng không chịu nữa, mà mình thì không chịu cười. Mà có những người thì người ta nói rằng thôi thì biết vậy rồi, nhưng mà thôi thì tránh bớt đi, thôi không biết tránh làm sao luôn, trong cuộc đời này không biết tránh làm sao. Nó giống như mình chạy xe ngoài đường thì mỗi người tự chạy thôi, đường bên nào tự chạy bên đấy, còn nếu muốn qua đường thì chúng ta nhanh thôi. Còn nếu như mình qua trái mà không nhanh trái thì ta đụng mình gan chịu. Nên sống trong cuộc đời này, chúng ta làm cái gì thì chúng ta nêu rõ ràng. Giống như chúng ta qua đường thì chúng ta phải qua trái thì nhanh trái, qua phải thì nhanh phải. Còn muốn qua mặt thì tăng tốc độ thôi chứ không nói vòng vo. Chứ sao bây giờ quý vị? Đi rang thôi. Đó. Nếu như mà những Đức nói quý vị biết, trong cái cuộc đời này mình sống mình làm việc cho công chúng gì nè, nhưng mà cái gì mà cũng lo sợ cho không làm được, nó sẽ nhiều người người ta đến người ta nói ngừng câu 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 làm cho mình mất cái thăng bằng, nó không còn phương hướng nữa quý vị. Nó giống như bây giờ chuỗi những Đức mà đeo cổ tính ra 7-8 cộng, nội mỗi bên 7-8 cộng, không chuỗi gì nè 7-8 cộng, lúc trước những Đức có 1 cộng, thì khi mà những Đức đắp y vô xong là những Đức cứ đem một chuỗi ra, những Đức đeo vô xong. Nhưng mà giờ 7-8 cộng mấy chú bưng ra nguyên cái gỗ. Cuối cùng những Đức đang nhìn vậy nè. Vậy mà mình cũng giác ngộ được cái góc độ nhìn của mình là gì sao. Một cấp trước có 1 cộng thì thò tay lấy tròn vô cổ là xong. Bây giờ 7-8 cộng phải lựa cộng nào mình vừa bụng. Thấy không? Nên những Đức nói rõ ràng. Bởi vì mình tu, thà mình tu một môn tu, mình chiên cổ Phật hiệu khỏi cần suy nghĩ. Thấy chưa? Còn có những việc mình làm trong cuộc đời này mình đã có góc độ rồi thì mình cố gắng. Bây giờ mỗi người thì người ta cũng có tâm thiện, người ta góp ý, nhưng mà mình thấy cái gì thì mình điều chỉnh lại một chút. Chứ ngoài ra mà mình á, mà để cho người ta bữa nay nói gì mai nói kia giết rồi bản thân mình không biết mình làm chỗ nào đây, không biết. Quý vị coi, có nhiều người thì người ta cũng quý mình, nói thầy ơi bây giờ cái lượng người mà thầy hướng dẫn đông quá, lỡ thầy mà có cái gì tội nghiệp người ta. Như Đức nói, bản thân tôi có cái gì thì bản thân tôi còn chưa lo cho tôi xong chứ tội nghiệp ai. Bản thân mình còn chưa lo cho mình xong nữa tội nghiệp ai bây giờ. Thì bây giờ mỗi người thì nghe Phật pháp, tự mỗi người mà cố gắng tu tập. Chứ bây giờ mà lo tới ngày đó thì thôi, bản thân mình có gì an lạc trong Phật pháp nữa đâu quý vị. Ai cũng có chân có cặn, ai cũng có tay, ai cũng có khối óc, thì ai cũng tự mà nghe Phật pháp rồi cố gắng thôi chứ. Bây giờ mình mà còn lo gì nữa thì thôi á, thì giống như bản thân mình phải ôm đàm. Thì bây giờ đã nuôi 3,000 con người già ở đây, thì bản thân mình cứ làm hết mình làm sao cho các cụ có cơm ăn áo phận. Như Đức nói thiệt á, cả mà giờ người ta cúng dường mà cũng bị người khác nói. Nhưng mà bây giờ 2,000 con người này mình đều nuôi cho người ta cuộc sống, trẻ già gì mình cũng nuôi cho người ta, rồi lo cho người ta chứ. Đó. Rồi bây giờ mà nói mày bây giờ mà không có tiền rồi sống cái gì. Nói ví dụ như bây giờ bản thân mình phải chịu thôi, nên ai đưa tiền thì cầm, ai đưa tiền thì cầm. Thì người ta nói tu hành gì đưa tiền cái chợp. Đưa tiền tôi không chợp, mà tôi giật mấy người gì ta, tôi móc túi tôi giật sao. Quý vị đưa tôi lấy chứ không lẽ đưa không lấy. Đưa không lấy là mấy bà già sống làm sao. Rồi xây chùa lấy gì xây.
Nó tu hành gì đâu mà đưa tiền cái chợp, đưa tiền cái chợp. Nếu như tôi mà bản thân tôi mà một mình tôi thì tôi cũng không cần quan trọng quá đâu. Cái kỳ tôi cũng kêu thôi thôi đưa người khác đi. Mà người ta cũng không cúng được mình ta cúng làm gì? Mình phải làm cái gì người ta mới cúng kìa. Mình không làm gì sao người ta cúng? Như đứa hỏi vậy, vậy vị không làm gì sao người ta cúng đây? Nó mà nói bây giờ tu hành mà đưa tiền cái chợp. Nó cho thôi thôi. Nghe coi mà ta đưa là cũng ngon lắm rồi đó. Nó mình đi vòng vòng ở đâu thấy ai đưa tiền mình lụm, mình lụm tiền mình đem về mình lo cho mấy bà già. Bây giờ các thầy các chú đồ còn trẻ, các cô đồ có khi họ cũng ăn cái này ăn kia, họ thèm chứ. Thì thôi mình kiếm mình tha về mình lo cho họ, còn người ta chữ mình mặc kệ người ta đi. Không. Thấy gì vẫn đang mình hiểu được cũng vui. Nên ví dụ như bây giờ người ta cũng nói mình nói này nói kia, nhưng mà bản thân của mình có được tiền mình đưa cho hòa thượng xây chùa, cái điều đó chúng sanh được ở cũng mừng chứ có sao đâu quý vị. Đúng không? Đó. Viết mà mình viết mình rèn luyện viết mặt chai mày đá. Không mà họ rèn mình cũng hay nghe vị. Rèn mình viết mặt chai mày đá. Rồi người này nói này người kia nói kia, viết Phật tử nghe viết cũng quen tai. Viết nghe không còn ấn tượng gì mà lạ nữa chứ. Quý vị nhớ quý vị mà không bị người ta nói gì chứ, mà khi người ta nói nó mới tung lên ghê. Còn nếu mà nó bị nói lai rai nó ru đai á. Đến khi mà nó nói nhiều quá, vì nói ư có gì đâu, cái này quen quá, tôi cũng lại chùa tu hoài. Cũng tốt. Nói cho tôi cũng lại chùa tu hoài, tôi thấy có gì đâu. Từng nào tôi cũng lại đẳng đó mà. Từng nào tôi cũng lại chùa tôi tu. Thầy cũng nấu ăn cho tôi ăn. Như quý vị biết rằng, như bây giờ mà chùa mình mỗi ngày những đức nấu ăn gọn, nhưng mà những đức dồn vào thứ bảy chủ nhật. Những đức nghĩ rằng Phật tử người ta thứ bảy chủ nhật người ta được về chùa, nên mình coi nấu cái gì làm cái gì cho người ta ăn được một chút. Cái này là mình nói 100%. Nên những đức nói rằng là thí dụ như có những người đi trong cái thời điểm mà làm việc nhiều này nè, là người ta sẽ giảm liền đó. Ta không có làm gì những đức đâu. Nhưng mà những đức thì nghĩ khác. Những đức thì nghĩ rằng nếu bây giờ mình không làm thì người ta cũng không cúng à. Nó ngộ vậy đó. Mình im re là nó lạnh ngắt luôn rồi quý vị ơi. Là người ta sẽ nghĩ khác. Nó nói lúc này chắc sắp chết. Em không? Nó lạnh ngắt à. Nên có một số người gặp như Đức nói thôi đừng làm nữa thầy ơi, đừng làm. Nó làm gì? Mua đồ này kia tặng cho ta thôi. Chuyện đó tốt mà. Có những người ta gặp như Đức ta nói rằng thầy cái khăn này thầy tặng đâu phải pháp thí đâu. Nhưng Đức nói là sao không có nhiều cái lý do quá ta. Cái gì mà cảm thấy vui thì cứ tặng người ta được thì tặng. Mình đừng có mua mấy cái đồ nhỏ thôi. Hiểu chưa? Mình mua tròn bên ngoài mà nó tốt mà quý vị. Chứ đâu phải nhân Đức mua đồ nhỏ rồi kia đưa tặng mấy bà đâu mà nói. Thì công nhận quý vị. Ngộ ghê. Nên lạ ghê. Thì thấy chưa? Nhưng mà những đứa hỏi vị, những đứa tặng khăn quý vị thấy vui không? Thấy chưa? Vui mà. Thì đó là pháp thí chứ gì. Thật sự mà nói, cái pháp thí nó không phải nhất thiết là kinh rồi máy niệm Phật rồi tượng Phật. Quý vị đừng có đặt vào những vị trí đó. Nó phải mở rộng ra rồi nó mới đi vào sâu về pháp thí. Có những cuốn kinh vì tặng cho người ta về có đọc đâu, nhưng mà vì tặng cái khăn thì người ta lại tròn.
Thấy không? Nên từ nơi đó mà nó gieo cái thiện duyên dày quá. Khi nó gieo cái thiện duyên dày quá đó, thì lúc đó đó, lúc đó là người ta mới nghe pháp, ta mới tu hành. Nên mình á, sống trong cuộc đời này quý vị, cái gì mà giúp cho người ta vui được, đừng có sát sanh hại vật. Vui mà không sát sanh hại vật, vui mà có thể niệm Phật, vui mà có thể cầu sanh cực lạc. Những việc mà giúp cho người ta vui vậy thì cũng thấy mừng lắm rồi quý vị ơi. Mừng lắm rồi còn gì nữa giờ. Không, nhà Đức nói là chúng ta sống trong cuộc đời này, từ bây giờ chúng ta hiểu rồi. Quý vị sống làm sao cho sống cho nó đặc biệt. Dù bây giờ vì đang giàu vậy nghe, đang giàu vậy đó, tự nhiên nghèo, tự nhiên nó nghèo sơ, nghèo xét. Tự nhiên đang tu hành ngon lành, đồ an lạc, gia đình đang làm ăn lên phơ phớ. Này nói ví dụ nghe, giả thiết tự nhiên làm ăn được, nghèo thiệt là nghèo. Làm gì thất bại nấy, đụng gì thua, đụng cái gì thất bại nấy. Đến nỗi mà nghèo chỉ đủ nấu cơm nhà ăn, lấy ra chiên miếng đậu hũ mà khi còn thiếu tiền mua. Nếu như quý vị mà vẫn giữ được cái tâm trạng đặc biệt bình thản thì đúng là quá hay. Quá hay luôn. Này nó quá hay quý vị. Có khi có người mình ai biết được quý vị, thấy không? Mình nên tính đi. Xong có khúc người có lúc, có những lúc con người mình nó sẽ nó thất bại kỳ cục vậy đó, nhưng mà cái thất bại nó có khi nó lại hình thành cho mình thành công còn lớn hơn thì sao đó. Cái thất bại vì hình thức, nhưng mà cái nội tâm của mình nó vẫn sống bình thản. Nên những Đức nói với vị nghe nghe, mình mà biết đạo biết tu, gia đình quý vị vài ba người, nếu mà đồng vợ đồng chồng với nhau nghe, quý vị đừng có chi cầu cái giàu sang, đừng có làm nhiều. Đừng có làm nhiều, đừng có nghe lời ai mà đi mở cái gì lớn. Đừng có làm. Làm chi? Mình chỉ cần có tiền mình làm lay rai thôi. Mình giữ được cái mảng tiền đó để xài lay rai thôi. Cái bị khôn vậy đó, trong thời cuộc này bị rất là khôn, cực kỳ khôn luôn. Nó làm sao mà bị giữ mức thu nhập, giữ cái mức thu nhập, chứ đừng có cầu tăng mức thu nhập. Cái bị cầu tăng mức thu nhập, cái bị đầu tư có chuẩn bị rớt. Đầu tư nó làm cho mình bận tâm, mà đầu tư vô nhiều thì làm mình lo. Mà lo sao tu? Từ nơi đó mà khi nó đã lo rồi là duyên phước nó giảm. Mà duyên phước nó giảm rồi, cái sự đầu tư quý vị nó sẽ thất thoát. Mà nó đã thất thoát thì mình phải lo tiền để vay mượn. Vay mượn rồi cuối cùng mình phải lo tiền để trả lãi. Cuối cùng nó vẫn không đã đặc biệt bằng mình không cần thiếu nợ ai. Mình không thiếu nợ ai, mình làm thì cái thu nhập nó ít. Ít nhưng mà nó có thu nhập, nó lên từ từ. Nó dư từ từ, nó vẫn dư hơn là cái mình muốn thu nhập lớn, giàu nhiều mà mình lại bỏ vô đầu tư để mình đi vay mượn tiền bạc. Nếu như những Đức nói quý vị mà biết lối sống này thì 5-10 năm sau là gia đạo bị lên. Nó phát triển. Người ta không phát triển mà quý vị phát triển đó. Chậm nhưng mà quý vị dưỡng được cái tâm. Khi 5-10 năm sau quý vị hình thành được cái tâm, lúc đó thì quý vị sẽ biết được cái phương pháp sống. Phương pháp sống như thế nào? Như bản thân Nhận Đức nè, nói thiệt, lo cho mấy ngàn con người mà cái đồng tiền mà Nhận Đức có để nuôi ấy, nó không có kinh doanh mà để cố định cái chuyện mà vô cái mặt tiền đó để lo mỗi ngày. Đúng ra người ta lo chết mồ, vì bữa nay có ngày mai không có làm sao. Người ta lo chết mồ người ta luôn. Nhưng mà Nhận Đức nói ngu gì lo. Ngu gì đâu lo. Tại vì sao? Ai cũng ăn cơm bắt mình lo. Chuyện đó đâu, chuyện này là quá ngu luôn. Không có chuyện đó đâu quý vị à. Ai cũng ăn cơm, ai cũng về đây được ở tu, ai cũng được sống, làm gì bắt mình tôi lo. Không có đâu, thì tôi có là tôi làm, không có là thôi. Làm thì tôi phải lo nặng nề. Không biết Nhân Đức làm sao tôi sống vậy đó. Bây giờ tôi sống vậy, tôi chia sẻ cho quý vị nghe vậy đó. Bây giờ Nhân Đức nói với quý vị nghe, bây giờ trong gia đình quý vị làm mẹ làm cha người ta, gia đình 3-4 người mà ai cũng sống, có dư thì sống dư một chút, không dư thì sống ít một chút. Mày đòi hỏi gì tao? Không có chuyện nữa đâu. Ví dụ như bây giờ có nhiều đứa con nói con thấy cha mẹ người ta thấy ham, con người ta đòi gì mua nấy, mua nấy nấy, thì mày đi lỡ đó mày làm con họ đi,
Nhưng mày đừng làm con tao. Bây giờ tao làm cha mẹ mày, tao nuôi mày tới bây giờ mày còn nói gì với tao? Mày coi tao có gì đâu, tao có ăn xài gì đâu mà mày đòi hỏi với tao. Chắc mày kêu tao phải nặng gánh với mày, rồi tao thương mày rồi tao phải còng lưng ra tao cài đặng tao chết hả? Đặng tao bệnh đau hả? Tao đâu có ngu mày. Đâu ngu đâu. Không. Còn nếu như mà mày thấy rằng mà cha mẹ người ta được gì mày lỡ mày xin làm con người ta đi, tao đâu có cản đâu. Nếu mày thích thì mày cứ đi ra đó mày nói mày, bác ơi bác, anh chú gì đó, con thấy cha mẹ con bèo quá, bây giờ nuôi con tới từng tuổi này, nếu bác chịu thì con làm con bác. Bác lo cho con đi, con từ hôm nay con nghe lời bác, con làm con bác. Còn con tránh xa cha mẹ con nghèo quá. Nếu cho vậy thì mày lỡ đó mày xin đi. Mày đừng kêu tao cái này kia. Còn tao có tiền tao mua mày chiếc xe đạp đó, là tao có khả năng gì tao mua vậy đó. Chứ mày đừng có chê trách rằng là cha mẹ người ta thấy ham, còn cha mẹ mình thế này thế nọ thế kia. Mày thấy tao không? Tao với mẹ mày cực không? Mà cũng có được gì, cũng chạy xe đạp tịch 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 tịch. Bộ đi tao đi xe hơi mà tao để mày đi xe đạp, sao mày trách tao? Mày thứ quên ơn gọi nghĩa. Thấy chưa? Thì mà sống vậy thì đặc biệt lắm quý vị ơi. Mình phải tập cho con mình nó cảm thấy nó trân quý cái món quà nho nhỏ của cha mẹ cho nó kìa. Chứ không phải để đào tạo con mình nó trở thành một con người mà nó quên ơn gọi nghĩa, nó chỉ nhìn lên mà nó không biết cha mẹ nó cực như sao. Mà bản thân mình cũng đừng có bị cái tình thương đó nó buộc mình để cho bản thân mình phải khổ. Như bản thân những đức mà lo cho 2.000 người mà vui, bao nhiêu người đặt câu hỏi luôn đó quý vị. Đâu phải chỉ có 2.000 người này đâu, những đức còn làm bao nhiêu chuyện quý vị nhìn thấy rõ ràng luôn á. Thí dụ như những đức làm gì, những đức một thời gian những đức còn phải lo cho chúng chùa gì, những đức phải làm tính làm sao phải giống như bỏ ống heo được một chút để mà thời gian cái đầu là phụ trợ và thụ xây dựng. Vì coi cái mảng đó nó nghĩa là xài cái này rồi mà còn phải biết để dành cái này, để dài bữa đem đưa cho hòa thượng trả tiền xây dựng. Nó gì mà những đức cần dặn còn bình thản, tại vì có mới để dành, không có lấy đâu để dành, không có chịu thua. Hòa thượng hỏi ông đức tiền không có, hòa thượng làm gì được nhau, đúng quý vị, bây giờ không có mà con không có làm gì được nhau. Bây giờ ông đòi xây dựng bây giờ sao không có, thì đòi giờ không có thôi, từ từ có xây nữa lo gì, đúng không? Quý vị thấy rất là tự tại, làm gì chúng ta phải đặt vấn đề cho bản thân mình phải khổ. Không nên, bao nhiêu con người sống, bao nhiêu con người được hưởng, tự nhiên bắt mình khổ không có đâu. Có thì làm, có thì lo, có thì mua đồ, không có là thôi. Về hôm tặng cái khăn bữa chủ nhật không có, chủ nhật bữa không có khăn, ta chưa đem gì nó, mà chuyến này thì về rồi 30.000 cái rồi, 30.000 cái khăn rồi. Xong rồi cũng trả tiền ta rồi rồi, thấy không? Thì đưa khăn trả tiền chứ sao không? Tiền trao thì cháu múc, mà cháu không múc thì tiền không đưa, vậy thôi. Sống rõ ràng lắm. Có bà kia mua đồ nó nói thầy ơi trả tiền trước, nó không chừng nào có đồ đi trả tiền. Nói, bây giờ nếu mà không có tiền thì không có đồ, nó thì không có đồ thì không có tiền, vậy thôi. Có gì đâu khó khăn nhau gì, đúng không? Thì người ta đưa khăn rồi trả tiền ta xong rồi đem khăn về, đem qua đây 24.000 cái, để bên kia 6.000 để mà 1 tháng 5 à. Ngày 1 tháng 5 30/4 bên đây cộng tu, xong qua bên kia 1 tháng 5 tặng khăn là đúng là hứa luôn, đúng mình hứa người ta phải không? Chứ đúng người ta kéo về tới bạc đảng luôn, nhưng mà mình đã hứa là tặng người ta trước mà. Tại sao chủ nhật này không tặng? Vì chủ nhật này nó mới vô lễ thôi. 1 tháng 5 là nó lễ, lễ mình tặng nó mới ý nghĩa. Quý vị, lễ nó ý nghĩa hơn đó. Nên từ nơi đó mà người biết rằng thì mình làm được mình làm, chứ ai ép mình ai cái gì đâu. Làm được thì mình cứ làm, mình làm sao mà mình vui á, mình làm sao mình an lạc, mình đừng có nặng gánh.
Nên những đức càng làm nhiều mà những đức đâu có nặng gánh đâu. Còn những đức khác quý vị nặng gánh ghê á, không khéo bị nặng gánh lắm á. Nhà hai vợ chồng một cái đứa con mà lo tùm lum chuyện, quý vị thường lo ngộ lắm. Bây giờ nó nói với tôi với ông phải ghen. Hai thằng mà thằng nó giỏi quá, còn thằng nó dở quá. Bây giờ mình phải ghen cho nó có một số tiền dư giả để sau này cổ hồi môn để cho nó. Cho nó dở quá sao này nó sống làm sao. Nó quý vị lo ghê chưa. Nó lo xong rồi cứ vợ cho nó xong. Cứ vợ xong rồi bắt đầu nó bê tha quá. Cái vợ mà không biết lo. Vợ nó giờ có bầu rồi nó cũng không biết lo lắng gì. Thôi bây giờ gắng cố gắng, vợ nó đẻ xong rồi mình nuôi đứa con nó lớn lớn giùm cho nó đi. Thì mình nuôi lớn lớn rồi để giao cho nó. Cuối cùng mình nuôi lớn lớn chút cái vợ nó ẹt thêm đứa nữa. Cuối cùng bản thân mình dính kèo luôn vậy đó. Vì thấy chưa, vì lo cho không có ngày mà để ngưng lại được. Nó bây giờ bao nhiêu chuyện những đức làm mà những đức đâu có nghĩ gì đâu. Những đâu nghĩ gì đâu. Cái thọ mạng của con người và thọ mạng của Phật Pháp. Thọ mạng của Phật Pháp là Phật đã nói rằng 12.000 năm. Dù có thịnh si cũng 12.000 năm. Vì trong 12.000 năm có thịnh có si. Thấy không? Thịnh thì giống như mình ăn no đi. Si là giống tiêu hóa đi quý vị. Thì bây giờ nó đã no quá thì phải tiêu hóa chứ. Thì lúc nào nó đỉnh cao thì nó phải xuống lại. Thì bản thân chúng ta phải bình thường cái tâm. Chứ giờ nó bây giờ thầy cố gắng nha. Cố gắng làm sao nó kéo dài cái thời gian để chúng sanh được nhờ. Nói cái chuyện này không phải cái chuyện của tôi à, cái chuyện này cái chuyện của chung. Mọi người ai cũng cố gắng tu hành thì cái phước duyên nó lâu. Còn bây giờ nghe không mà không hành trì không tu gì chứ. Mình tôi trèo chiếc thuyền này phải chậm thôi. Mà gặp mà giông bão lớn thì quý vị không bơ thì nó chìm gắng chịu. Chúng ta cùng chìm, ai mà lội giỏi thì lội vô bờ. Thằng nào lội vợ yếu thì chìm chết mù, gắng chịu. Tại vì thường ngày không chịu bơ, không chịu rèn luyện. Thì khi nó chìm thì mày chìm ngấm kệ mày chứ. Mày kêu cứu con thầy cứu. Cứu hả? Thường ngày tao kêu mày bơ, mày không chịu bơ. Bữa nay mạnh nào để lo đi mày. Cứu gì cứu. Bây giờ tao mà lỡ tao kéo mày là tao chìm luôn thì sao. Tao còn chưa xong nữa đây. Thôi được rồi con. Chào con. Hẹn nhau gặp ở thế giới bên kia đi nghe con. Kéo. Thầy cứu con đi thầy. Nó không có niệm Phật đi con. Thì có gì cực lạc trước đi. Còn ta lội được thì để ta lội vô. Nói ra là nói thật quá cho quý vị nghe rồi đó. Cho quý vị nghe ý muốn nói rằng Phật Pháp á, là dạy quý vị thôi. Còn quý vị là người phải hành trì. Đúng không? Giống như mình sanh con mà nuôi con chứ đâu mình đâu có bảo vệ con hoài được đó. Như con gà mẹ khi mới đẻ con. Ta kêu diều. Gà mẹ giang cánh ra con chạy vô. Mẹ dùng đôi cánh lại. Sợ diều bắt con. Nhưng khi một ngày nào con đủ lông đủ cách thì bước đến gần gà mẹ nó mổ con. Nó mổ con, nó ý nó muốn nói rằng mẹ không thể nào lo cho con hoài đủ con đó. Mẹ mổ con không phải là không thương con, mà là mổ con là thương con. Vì mong con trưởng thành, khi mẹ yếu thì con có thể tự lo cho con được. Thấy không? Đó. Nên mình sinh con, mình nuôi con là con còn nhỏ, mình dạy con. Rồi mình phải cho con biết được cái khổ, cái vui trong cuộc đời như thế nào. Để con còn nhận thức được cái cuộc đời này sao. Chứ đâu phải là chúng ta bảo vệ cho con hoài được đâu quý vị. Có những người cha, người mẹ nó thương con, làm cha mẹ mà phải thương con. Đúng rồi, thương. Nhưng mà mình phải thương làm sao mình có trí tuệ một chút. Chứ mình đừng có mù quáng mình thương. Có những người mà già đến mức mà sắp sửa xuống lỗ mà còn dính mắt con để khổ đau. Cái tình thương này những đức thấy dạy quá quý vị ơi. Những đức nói những đức không có trách quý vị thương con quý vị. Nhưng mà chúng ta nên suy nghĩ lại. Cái tình thương của mình làm sao nó có trí tuệ. Bây giờ có một cái bà già bên hộ pháp. Con bà bỏ bà. Mà bây giờ bà nhớ con bà đến mức mà bà ốm ho gầy mọt. Sơ xác. Thì mấy cái người vậy là đa phận là đâu có biết Phật Pháp.
thì bỏ đại vô, thì bây giờ vô chùa thì cứ ngồi nghiêu ngao vậy thôi. Thì quý vị coi đâu biết Phật pháp như những bà già tiếp nhận Phật pháp. Thì quý vị coi bây giờ sơ xác ốm ho gầy mòn, hồi sáng như Đức tặng cái khăn tròn lên cổ cho khóc hu 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 hu. Hỏi ủa tặng khăn bà cũng khóc nữa, sao bà khóc? Nhớ con quá, khóc hu 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 vậy đó. Nè, có những con người chúng ta sống trong cuộc đời này nó lạ lắm quý vị. Khổ quá cũng khóc, mà được hưởng chút cũng khóc. Có những người họ quá khổ, chưa bao giờ được bưng một cái tô đồ ăn mà ngon lên ăn, nhưng mà lúc nào mà có một tô đồ ăn ngon bưng lên ăn thì lại rơi nước mắt tủi thân. Bây giờ tại sao được hưởng gì? Vô duyên gì đâu. Vì có cuộc đời gì đó mà kỳ cục, không có biết niềm vui là gì hết quý vị ơi. Không, nó thật sự chứ tôi nói, từ khi mà tôi được sinh ra đời tới bây giờ, nói thì cuộc đời tôi gian nan đủ chuyện, nhưng mà để nói là nội tâm tôi khổ thì tôi chưa từng thấy, tôi biết tôi khổ cái gì. Ví dụ như hồi đó tôi đi giăng câu, giăng lưới, móc lúa, móc đậu, thì tôi cũng chơi chạy nhảy, rồi tôi dùng mọi cách thủ đoạn để tôi kiếm lúa, kiếm đậu. Khổ gì? Tôi thấy móc lúa, từng bông lúa lâu quá, tôi đi móc ở trong xa suốt, không biết cái gì mà khổ luôn nữa. Cái gì mà khổ luôn nữa quý vị. Nè, còn đi tỉa đậu thì lãnh công, lãnh công tỉa thì lựa mấy cái người giỏi giỏi đi cùng tỉa, mà toàn là lựa mấy nhỏ gái trẻ trẻ đi đi chung. Tôi thấy tôi không biết khổ cái gì luôn nữa. Thì môn nào chơi tôi cũng lựa vậy đó để vui. Rồi khi mà tôi đi đồ lậu, hồi xưa đi đồ lậu, đi đường lậu á, thì đi quý vị biết từ trên miên đồ đi xuống, rồi hoặc là từ bên Kinh Sáng đi qua Tân Châu Đốc, chạy xe chở đường đi, đi lậu quý vị, rồi thuốc thì băng vô người, đi thêm. Thì quý vị biết rằng đi xong rồi thì dọc đường vừa chạy chở đường, mà vừa kiếm em nào chạy chung, vừa chạy vừa nói chuyện. Tôi thấy tôi có biết khổ cái gì luôn nè. Rồi xong rồi bán đường xong hết trơn thì kiếm quán cà phê nào ngồi nghiêu ngao chơi, rồi nói chuyện đồ chơi. Hoặc là chạy tới đoạn nào mà vắng vắng thì kia rủ em vô trong bụi chuối ngồi chơi. Thì bây giờ mệt quá, nóng quá, giờ chạy dọc đường xa mà không có quán xá gì hết, nói thôi giờ ngừng xe lại, mua vài cái bánh ngồi đây, ngồi ngay cái vườn chuối này chơi cho nó mát. Thấy chưa? Thấy rằng là không biết khổ cái gì nữa. Rồi xong thấy ở dưới quê chỉ có nhiêu đó dòng vô, rồi cuối cùng đi đường bị bắt hết trơn, cục dốt. Xong rồi lúc đó tôi nói thôi giờ kiếm đường đi, dọn thành phố. Lên thành phố tôi lang thang thành phố, tôi thấy tôi không biết khổ cái gì trên đó nữa. Thì làm thì phải cực, nhưng mà cái nội tâm thì không có khổ. Rồi xong rồi lúc làm chưa có tiền thì biết an phận. Khi có tiền chút bắt đầu tôi đi chơi, tôi xài. Tôi cũng muốn làm người giàu, tôi cũng muốn xa xỉn này kia. Ví dụ như mà lúc mà tôi có tiền chút á, thì tôi lỡ cái tiệm tóc cao cấp nha, kỳ cục vậy đó. Có tiền chút là tôi bận đồ được được liền, kỳ cục vậy. Có tiền là tôi bận đồ được được, tôi vô cái tiệm tóc cao cấp, kêu mấy em cắt tóc mấy xa đồ cho anh, mấy xa đồ ngon lành nó bo nghe. Nhưng mà lúc nào tiền đến tôi lỡ cái tiệm tóc chung chung tôi hết, mấy em đó thì chân ngắn một chút. tôi biết hưởng thụ mà. Bữa nào mà tôi không có tiền thì tôi lỡ quán cóc ngoài đường, cái thứ nào tôi cũng đến được chứ. Có tiền thì chơi, có tiền mà không có tiền chơi không có tiền. Ít tiền qua tôi lỡ cái quán mà ngoài đường á, mà cái kiểu mà hớt dạo mà che cái máy ra đó, lâu lâu công an vượt thì chạy. Có khi mà đang hớt tóc mà công an vượt mình cũng chạy luôn. Có lần hớt tóc công an nó vượt cái thằng tiệm hớt tóc, nó dọn đồ mình dọn phụ nó, cuối cùng công an nó tưởng đâu là mình hớt tóc, nó cũng vượt mình luôn, hai thằng tóc chạy. Cái thằng hớt tóc nó, ủa anh hớt tóc mà có gì đâu chạy. Thấy công an vừa quầy tao cũng sợ tôi chạy theo. Ê trời ơi, thì hớt tóc mà công an vừa cái thằng hớt tóc, tại vì nó chiếm lề đường nó hết. Còn mình đi hớt tóc ai đâu bác, mình chạy theo nó. Nhưng mà thật sự trong tâm mình á, mình nói kệ đi, mình chạy theo nó biết đâu nó còn nghiệp nó hớt giùm, nó khỏi lấy tiền. Mình chạy theo luôn, cuối cùng lỡ đằng kia nó hớt xong nó nói thôi anh em nhau khỏi lấy tiền. Vậy mà từ đó sao quen quý vị, mỗi lần mà mình kẹt tiền là mình đi lỡ nó hết không, do công an vượt mình mà mình được quen bạn hớt tóc. Mà lâu lâu mà
mình kẹt tiền là mình lỡ nó hết giùm, còn có tiền là đi lỡ tiệm xịt kiểu sao mình vậy đó, kỳ cục vậy đó. Nên quý vị biết rằng là hồi đó nhà Đức ngoài đời mà có tiền là nhịn mặt dễ biết lắm, nhà Đức rằng có tiền là dễ biết lắm. Chàng ô nhà Đức có tiền là bắt đầu này nhà Đức nhắn tin tá lả âm binh, bạn bè nhắn tin rồi điện thoại rồi kích kích kích, bạn chỉ cần nhá cái thì gọi lại, nhá gọi liền. Còn không có tiền nó nhá vì khô máu thì cô gọi, giờ không có tiền mà nhá máy gọi lại làm gì. Còn mà mình mà có tiền là bạn bè dễ biết, nó chỉ cần nhá máy nhẹ cái thôi, vừa nhá cái thôi là gọi lại liền. Kỳ cục vậy đó, hiểu không? Gọi là xài hết tiền, hết tiền là gọi là không dám gọi cho ai, nằm vào dao trong nhà, cứ nằm trong chỗ làm việc cứ đi lang thang vòng vòng hoặc ra cái dầu ngồi nghiêu ngao. Có tiền thì đi lợi chỗ này chỗ kia, quán cà phê đồ ngắm các em đồ chơi, ngắm trực tiếp. Còn không có tiền thì ra cái dầu ngồi ngắm gián tiếp, là chạy qua chạy lại ngắm chơi vậy đó được không, ngắm chùa thành phố nhiều mà quý vị. Nó nên nhờ vậy đó mà để ý biết được nhiều dạng dáng dốc, nên giờ đi tu cũng kinh nghiệm được nhiều. Nên chia sẻ Phật pháp nó cũng phong phú quý vị, nhờ mình tìm hiểu nhiều thứ quá. Chứ nếu như mà lúa không biết cái gì chắc cũng nó khô khan cằn cỗi, nói trên trời dưới đất không, quý vị nghe chứ bị chối cũng không tới luôn. Nên những gì những Đức nói là những gì những Đức đã làm qua, nói là những gì đã làm qua. Không những Đức trên phố ngày xưa những Đức chơi nhiều nhiều thể loại lắm đó nghe, chứ không dễ đâu. Thấy người ta đi học võ cũng ba vô học nữa. Thấy người ta mới vô học võ người ta quýnh bao á, quýnh bịch, mình cũng đeo cái bóp bự vô mình quýnh giọng bịch, nó dội vô mặt xem chút gãy găng rồi chè, cứ là chè nó tưởng tao quýnh ngon, thấy tao quýnh cũng thủ rồi quýnh kịch. Thấy người ta đi tập tạ, nhào vô tập tạ, chàng ơi đã lùn rồi mà tập tạ cho nó lùn thêm, kỳ cục vậy đó. Bây giờ quý vị coi trong bếp nấu ăn á, trong bếp nấu ăn quý vị biết nó đi tới đi lui cực cỡ nào chưa, đi tới đi lui nó mỏi chân cỡ nào, đứng suốt vậy đó. Vậy mà sáng thức sớm đi tập thể dục, bận quần đùi, mang dài, mang vớ trắng, bận áo thun, đội nón, vì làm y gan ta trên thành phố á. Rồi chạy, không biết chạy đi tìm cái gì luôn. Người ta thì tập thể dục có bài bản tập cho khỏe, còn mình tập thể dục mà chạy gì nè. Kiếm con gái. Cái này là nói thiệt, chạy tập thể dục mà kiếm con gái. Vô duyên vô dụng. Nên bị coi á, từ nó đó mà ưa làm theo, thấy người ta sang sang làm mà làm theo. Nên quý vị với quê lên á, thấy người ta cái gì thấy người ta sang sang là học theo. Nó quý vị biết cái gì tiền nhiêu xài hết trơn. Nó thấy người ta vô quán cà phê ngồi chéo ngoảnh thì sao, thấy cái tướng này ngồi sang nè, ngồi theo cái tướng này, thấy người ta lắc chân cũng lắc theo. Vô duyên gì đâu mà kỳ cục, quá trời vô duyên. Không biết hút thuốc mà thấy người ta cầm điếu thuốc người ta hút, uống cà phê hút thuốc, mà mấy kiến đen mua đại mấy kiến, mà mấy kiến giờ không có không thấy đường, đeo vô là không thấy cái gì chứ. Cái lỗ mũi thì bự quá, thì đeo vô xong bây giờ mà muốn nhìn mấy em bán cà phê thì mỗi lần đeo vô thì gịch cái mắt kiến ra tuốt cái đau chót mũi vậy nè, rồi mỗi lần nhìn là gì nè. Rồi đi vô quán cà phê thì thấy người ta cầm báo coi như trí thức, mình nói thôi kệ mua đại nó tờ báo mà không có coi, coi hình không à. Báo của thầy là coi hình, coi lạc lia lịa coi hình mà, thì coi thấy không, mình nghĩ cái cuộc đời mình nó mắc cười gì đâu, quá trời mắc cười luôn. Giờ học Phật mình nó thấy mình mắc cười thiệt luôn, nên mới nói rằng là nếu mà nói gì khổ tâm á, ôi những đứa con biết khổ tâm là sao khổ tâm luôn. Tới bây giờ những đứa đi tu luôn, thì khi những đứa đi vô chùa tu thì đi tu nó còn thoải mái hơn nữa. Tại vì sao? Vì mình làm trong chùa thôi, mình khỏi cần bận tâm cái chuyện ăn dọn đi chơi,
Thấy không? Bắt đầu là vô chùa thì lo cho chúng trong chùa, rồi làm việc thì làm việc thôi, sân si thì sân si thôi. Những đức thì được con cái, sang thì sang, chữ thì chữ, tu thì tu. Có nhiều người, người ta trong chùa ta nói nè, thầy ơi, con niệm Phật niệm không vô. Nhưng nói, ủa, sao cái cảm giác niệm Phật không vô nè, như tôi không hiểu nha. Tại vì sao tôi thấy tôi tu mười mấy năm nay có bao giờ mà tôi nói niệm Phật không vô đâu. Chỉ có là không nhớ Phật, không niệm thôi chứ. Mày nhớ thì niệm cái gì mà vô không vô. Niệm Phật mà nói niệm không vô, không biết là cái gì luôn nữa. Làm như ăn vậy mà nuốt không vô. Thì niệm Phật thì Nam Mô Di Đà Phật hoặc ai Di Đà Phật nói gì mà không vô. Quý vị nói có cái gì mà không vô không? Thì coi nó kỳ cục với quý vị. Mà có nhiều người ta nói niệm Phật không vô nghe quý vị. Sao kỳ cục? À thì ra là cái bệnh của người niệm Phật không vô là bệnh gì biết không? Là cái bệnh mình muốn dẹp hết những cái vọng tưởng bao vây xung quanh, dẹp hết đi để rồi mình niệm cho nó thanh tịnh tâm. Nên họ niệm mà lại có nhiều vọng tưởng nên họ không vừa bụng. Từ nơi đó mà họ phải tìm cách gì để niệm để thanh tịnh tâm. Nên họ nói là niệm không vô. Xin thưa quý vị, những đức niệm Phật giết mà những đứa con không biết cái gì là vọng tưởng luôn. Thì cứ niệm Phật thôi. Mình muốn nghĩ gì mình nghĩ đi. Tại vì con người mình mà thường làm việc thì mình phải có cái nghĩ. Làm thì không nghĩ sao làm. Thì lúc quý vị làm cái đó, ví dụ như những đức muốn lấy cái đồng hồ, thì cái tâm những đức là nó muốn lấy cái đồng hồ, thì nó là chủng tử, nó thành cái tâm lấy cái đồng hồ vậy thôi. Muốn bắt cái quạt thì cái tâm là muốn bắt cái quạt, thì nó sẽ làm bắt buộc cái tay mình đi bấm cái quạt. Nguyên lý nó là như vậy đây. Thì bây giờ đó là gieo vô chủng tử hết trơn rồi. Thì lúc mình niệm Phật thì mình sẽ nghĩ mình lấy cái đồng hồ, mình bấm cái quạt, hay là chút mình sẽ đi ăn cơm, mình tự mình sẽ nghĩ vậy thôi à. Vậy thì lúc quý vị niệm Phật thì quý vị cứ niệm Phật, còn nó nghĩ như vậy thì cái chuyện của nó, còn mình niệm Phật thì chuyện của mình, thì cứ niệm đi. Xong rồi.